Sách Nhịp Cầu Tri Thức xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường đối diện với rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Có lúc chúng ta vui, hạnh phúc, có lúc chúng ta buồn, cảm thấy cô đơn và thậm chí là tuyệt vọng nữa. Những khi ấy, nếu như chúng ta nhận được một cái ôm trìu mến thân thương của những người xung quanh, thì khi ấy ta cảm thấy dường như niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng ta nhân đôi, hoặc là nỗi buồn, sự cô đơn, sự tuyệt vọng của chúng ta sẽ giảm đi đáng kể từ những hành động nho nhỏ, đó là đón nhận những cái ôm như thế. Quả thật như vậy, một hành động nhỏ thôi, khi chúng ta dành một cái ôm trìu mến thân thương, chia sẻ hay chúc mừng cho những người thân của mình, chúng ta sẽ nhận ra được những giá trị kỳ diệu của những cái ôm như vậy. Và ngày 4 tháng 12 hàng năm đã được chọn là Ngày Quốc tế Ôm Tự Do. Chúng ta có quyền bày tỏ tình cảm yêu thương của mình với những người xung quanh bằng những cái ôm, thậm chí là sự chia sẻ với những người xa lạ, những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta bắt gặp trên đường. Hoặc là đơn giản hơn, chúng ta gửi những biểu tượng sticker rất là dễ thương thông qua tin nhắn mạng xã hội cho những người yêu thương mặc dù chúng ta không được ở gần. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Quốc tế Ôm Tự Do. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 4 tháng 12 hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế Ôm Nhau, International Free Hug Day, nhằm khuyến khích con người thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông, an ủi, khích lệ người khác qua cái ôm thân mật. Ôm không chỉ là hành động thể hiện tình cảm, mà còn là cách thức để bày tỏ sự biết ơn, hay đơn giản là sự cảm thông, chia sẻ để người khác thấy tốt hơn. Do đó, không việc gì phải xấu hổ khi ôm người bạn yêu thương thật chặt, hoặc trao cho ai đó một cái ôm thân mật trong ngày này. Nếu vẫn còn lăng tăng, thì hãy tự tin lên và nghĩ rằng bạn có lý do chính đáng để ôm một ai đó. Ngày nay, có rất nhiều người trên thế giới đang hưởng ứng Ngày Quốc tế Ôm Nhau, ngày 4 tháng 12. Những cái ôm trìu mến được trao đi không chỉ với bạn bè, người thân, mà còn với những người hoàn toàn xa lạ. Nếu có ai đó ở xa, bạn hãy gửi cho họ một biểu tượng yêu thương, sticker thú vị, có vòng tay ôm âu yếm, hoặc tìm một cách lãng mạn nào đó để thể hiện rằng bạn đang muốn ôm họ. Chắc chắn những ngày đầu tháng 12 sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được thông điệp yêu thương từ người thân, bạn bè và thậm chí là những người mà ta chưa quen. Mặc dù ngày lễ này còn khá mới, nhưng không ai nhớ chính xác nó bắt nguồn từ đâu và như thế nào. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề thực sự quan trọng, vì hầu như ai cũng đều sẵn sàng tham gia Ngày Quốc tế Ôm Nhau hàng năm. Chỉ đơn giản với một cái ôm thân thiện, năng lượng tích cực được lan truyền, làm cho nhiều người cảm thấy yêu đời hơn. Ở Việt Nam, Ngày Hugging Day, được giới trẻ gọi là Ngày Ôm Tự Do, đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ trong những năm gần đây. Ý nghĩa của Ngày Hugging Day là đem hơi ấm trao cho nhau, xóa tan khoảng cách và lo âu trong cuộc sống. Và ngày 4 tháng 12 hàng năm được chọn làm Ngày Ôm Tự Do. Vào ngày này, chúng ta có thể thể hiện tình cảm với những người thân yêu bằng những cái ôm thật chặt. Với những người ở xa thì đó có thể là những lá thư hoặc là những cuộc điện thoại để thể hiện mong muốn của bạn được ôm họ. Đây cũng là một ngày đầy ý nghĩa trong tháng 12. Chúc tất cả chúng ta sẽ khởi động tháng 12 tràn ngập năng lượng, tình yêu thương. Xin thân ái trân trọng kính chào.